cả nhà, em nó quay cả nhà cho mọi người biết xem con gì đấy. Con này là con tầm tầm ăn lá sắn. Cái này thì là con nó nhỏ nhỏ mọi người nhá. Em xem con trứng cho mọi người xem. Đây, con bụi ít trứng này. Chưa nở hết. Còn ít trứng nó nở từ trong cái nở cái trứng con này nở ra bé. Xong nó sẽ ăn dần cái đá tầm, nó sẽ to. Cái này thì tầm bắt đầu là ngày thứ 3 thì bắt đầu nó như thế này nhé mọi người nhé. Khi nào nó to thì bắt đầu phơi ra nong, xong bắt đầu rải ra nhà. Thì cái cách bảo quả trứng tầm thì cũng rất là đơn giản. Cái đầu tiên là nếu mà cái thời tiết nó không tốt, nó không ủng hộ việc mình nuôi trứng tầm, bảo quản trứng tầm, thì mọi người nhớ cho mình là hỗ trợ các yếu tố khác vào để làm cho trứng tầm nó khỏe. Nếu mà trời nắng thì mọi người dùng, có thể là dùng nước để thay độ ẩm và tránh, mọi người hộ mình là tránh ánh sáng trực tiếp. Và thứ hai là tránh tiếp xúc với hóa chất gây hại, tất cả các loại hóa chất. Ít nhất là cách xa tầm 50 mét. Ví dụ như là thuốc trừ sâu. Còn các loại hóa chất mà ít tính độc hại hơn thì cách xa ít nhất là...